Chào buổi sáng quý vị khán giả thân mến. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu một ngày mới với những tin tức mới nhất được cập nhật trên cả nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tạm giữ 8 đối tượng trong vụ giết người tại quán karaoke ở Hải Phòng. Nghi tài xế đột tử trên vô lăng, xe tải lật nhào thành phố Hồ Chí Minh. Đột kích quán GP Club phát hiện 25 đối tượng đang sử dụng ma túy. Mưa lớn, Đà Lạt sạt lở đất. Chiều 23 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, che giấu tội phạm, không tố cáo, tố giác tội phạm, gây rối trật tự công cộng trong vụ án xảy ra tại quán karaoke trên đường Kênh Dương vào sáng ngày 21. Trong vụ án này, các đơn vị nghiệp vụ công an Hải Phòng phối hợp với công an Lê Chân, công an tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước tạm giữ các nghi phạm bao gồm Trần Viết Trung, Lê Văn Khánh, Quách Đại Hải, cư trú tại Hải Phòng. Các đối tượng đã được di lý về Hải Phòng phục vụ công tác điều tra. Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến là do nhóm anh T đến hát không chịu tính tiền một bình khí cười N2O. Theo lời khai của Khánh, tối ngày 20 tháng 10, có 4 khách nam vào quán hát rồi gọi 4 nhân viên nữ và 2 bình khí cười. Khoảng hơn 1 giờ sau khi hát xong ra tính tiền, nhóm khách nam nói bình thứ 2 chỉ mới hút được 5 quả nên không tính. Hỏi lại nhân viên trong quán và được khách đã hút hơn 10 quả và bình không thiếu khí. Nhóm khách nói sẽ bốc phốt quán và không trả tiền. Lúc này, hai nhóm đã bị lôi ra ngoài và đánh, cho nên Khánh đã vào quầy, lấy dao ra chém anh T, tử vong tại chỗ. Vụ hỗn chiến cũng khiến cho hai người khác bị thương. Sau khi gây án, Trung và Khánh lên tỉnh Nam Định rồi đón xe vào Bình Phước. Lẩn trốn, đến 9 giờ ngày 20, xe khách vừa đến huyện Ehleu đã bị lực lượng công an dừng kiểm tra, phối hợp công an thành phố Hải Phòng bắt giữ đối tượng. Đối tượng Quách Đại Hải trên đường bỏ trốn lên huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã bị lực lượng công an phong tỏa và bắt giữ. Cũng trong chiều nay, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cũng đã động viên, biểu dương khen thưởng các đơn vị nghiệp vụ đã có thành tích xuất sắc, bắt các đối tượng bỏ trốn trong vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn. Trong chiều ngày 23 tháng 10, một vụ sạt lở đất gãy bờ ta luy đã xảy ra tại hẻm số 22, đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn. Vụ sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá từ phía đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn xuống khu vực nhà dân bên dưới. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một ô tô đã bị đất đè gây hư hại nặng. Ghi nhận tại hiện trường, công trình được xây dựng bởi đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn đang thi công thì sạt bờ ta luy phía sau, khiến cho đất đá đổ xuống. Bờ ta luy này đã được xây dựng nhiều năm bằng đá xanh cao khoảng 6 mét. Theo những người dân xung quanh, mới đây chủ đầu tư có đóng một số cọc nhồi để làm móng công trình. Việc thi công cọc nhồi thì có thể gây áp lực lên bờ ta luy và dẫn đến sạt lở. Hiện cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt vẫn đang phong tỏa về lượng đất đổ xuống khu vực, buộc dừng thi công. Khu sạt lở nói trên nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao mà chính quyền thành phố Đà Lạt cảnh báo trước đó, gần khu vực Khe Xanh, Đảng Thái Thân. Đây cũng là khu vực có nhiều tầng đất trong một khu vực nhỏ với độ trên cao. Vụ va chạm khiến cho hai vợ chồng đi xe máy ngã xuống đường, người vợ bị kéo và xe khách cán tại chỗ, còn người chồng đã bị thương. Chiều tối ngày 23 tháng 10, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Hơn 14 giờ cùng ngày, xe khách dừng nằm biển số 51B50965 chạy trên quốc lộ 1 hướng ngã tư An Sương về thành phố Thủ Đức. Khi xe đi đến gần giao lộ Nguyễn Văn Quá thì va chạm với xe máy biển số 71C270916 do ông Trần Văn Tê và chở bà Nguyễn Thị Hát chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến cho hai vợ chồng ngã xuống đường, sau đó bà Hát bị xe khách cán tử vong. Ông Tê bị thương ở chân, được đưa đi bệnh viện. Nhận tin báo, Công an quận 12, đội cảnh sát giao thông An Sương có mặt hiện trường, điều tiết giao thông. Được biết, nạn nhân từ quê đang trên đường lên thành phố Hồ Chí Minh thì gặp nạn. Công an quận 12 đã thông báo ai chứng kiến vụ tai nạn hoặc phương tiện nào có camera thì liên hệ cho Công an quận 12 cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác điều tra. Xe tải đang di chuyển trên đường, tài xế bất ngờ lên cơn co giật. Xe mất kiểm soát rồi tông vào giải phân cách. Gần 17 giờ ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng di rời chiếc xe tải bị lật chắn ngang đường Trường Chinh của phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Trường Chinh hướng từ cầu Tham Lương đi ngã tư An Sương. Trên xe có hai phụ xe. Trong khoảng cách với An Sương vào khoảng 100m, tài xế bất ngờ lên cơn co giật, mất kiểm soát, tông vào giải phân cách. Chiếc xe lật nhào và chắn hết một làn ô tô. Ngay lập tức, hai phụ xe và người dân hỗ trợ kéo tài xế ra rồi đưa đi viện. Tuy nhiên, anh này đã tử vong trước đó. Nhận được tin báo, Công an quận 12 đã đến xử lý hiện trường. Chiếc xe gặp tai nạn được che cầu rời đi và vụ việc khiến cho đường giao thông đã bị ùn tắc nghiêm trọng. Chiều ngày 23 tháng 10, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ bất ngờ kiểm tra quán GP Club 19 Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Quá trình kiểm tra phát hiện 25 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố phát hiện thời gian gần đây tại quán bar này, địa chỉ tại tầng 3 tòa nhà, đã có nhiều hoạt động phức tạp liên quan đến sử dụng và tổ chức trái phép chất ma túy. Trước tình hình đó, công an thành phố Thanh Hóa đã lập chuyên án để tập trung xử lý điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, công an thành phố Thanh Hóa xác định quán GP Club là quán kinh doanh đồ uống nhưng hoạt động mô hình của quán bar. Sau thời gian dài bị tạm dừng hoạt động do dịch bệnh COVID-19, yêu cầu phòng cháy chữa cháy thời gian gần đây mới bắt đầu hoạt động trở lại. Trong quá trình hoạt động, cơ sở này thường xuyên cho các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập và có biểu hiện tổ chức trái phép chất ma túy. Để đấu tranh và xóa đi phức tạp này, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10, công an thành phố Thanh Hóa huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ bất ngờ kiểm tra quán. Tại thời điểm kiểm tra có khoảng 70 người, trong đó 4 bàn sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ số ma túy và vật dụng có liên quan. Qua test nhanh, 25 đối tượng dương tính. Công an thành phố Thanh Hóa cũng đang củng cố hồ sơ, sàng lọc đối tượng liên quan để xử lý. Chiều ngày 23 tháng 10, thông tin từ Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Quảng Trị đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma túy mang số MT-345, bắt giữ 2 đối tượng liên quan với số lượng ma túy tổng hợp lớn. Trước đó, khoảng 12 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10, đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Trị phối hợp với đơn vị nghiệp vụ công an truy đuổi xe mô tô không gắn biển kiểm soát có dấu hiệu nghi vấn. Đến km 40+492 quốc lộ 9, đoạn qua khóm 2, thị trấn Rồng Clang. Theo người điều khiển mô tô là Bùi Công Tài, trú tại khối 4, thị trấn Khe Xanh, Hướng Hóa, phát hiện lực lượng chức năng nên tìm cách bỏ chạy. Tuy nhiên, đã bị bắt giữ. Qua kiểm tra, phát hiện trong người Tài có gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận vận chuyển thuê số ma túy để lấy 20 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng là Đặng Quang Nghĩa, cũng trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo. Vụ việc đang được giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 23 tháng 10, thông tin cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã ra lệnh giam giữ hình sự đối với 6 đối tượng là Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Nguyễn Thị Thảo, Ngô Tuấn Anh, Đặng Đạt Hợp, Đỗ Hoài Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là nhóm đối tượng đều sinh sống tại các huyện Hoài Đức, Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã phát hiện băng nhóm hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc và đánh bạc rất chính xác, tinh vi, cho nên lập chuyên án điều tra. Trong quá trình xác minh, công an xác định Vũ Sinh Lợi thường xuyên sử dụng nhóm đàn em máu mặt để cho hoạt động cho vay nặng lãi, trong đó Nguyễn Chí Tịnh là trợ thủ đắc lực. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã cho khoảng 20 người vay với số tiền là 300 triệu đồng, mức lãi suất 3.000 đồng đến 5.000 đồng cho 1 triệu đồng trên một ngày. Công an làm rõ, trong năm 2021, do cần tiền chi tiêu, Tịnh đã rủ Lợi chung vốn để nhận số lô số đề, nhận cá độ bóng đá. Lợi giao Tỉnh đứng ra quản lý và điều hành tổ chức đánh bạc, đối tượng này tài khoản bóng đá và dùng tài khoản lô đề chia nhỏ cho khách chơi. Tỉnh dùng nhiều số điện thoại loại rác, tài khoản mạng xã hội để giao dịch. Lợi và Tỉnh cùng nhau chịu trách nhiệm thanh toán tiền khi mà khách kháng độ. Mỗi tuần Tỉnh sẽ báo cáo lại số tiền thắng thua. Công an xác định số tiền giao dịch trong hành vi tổ chức đánh bạc của Lợi và Tỉnh và đối tượng liên quan lên tới 1 đến 2 tỷ đồng. Tính từ năm 2021 tới nay, số tiền đánh bạc của Tỉnh và Lợi là hơn 1.000 tỷ đồng. Chiều ngày 23 tháng 10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liu Ji, 29 tuổi, và Huang Risue, 35 tuổi, ở Quảng Tây Trung Quốc về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 20 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo về kẻ gian đột nhập phòng quỹ siêu thị Dabaco tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh và 2 két sắt trộm cắp toàn bộ số tiền. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Bắc Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ công an khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng. Sau 48 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Quảng Trung, thành phố Hải Dương bắt giữ 2 đối tượng. Bước đầu đấu tranh, Công an Bắc Ninh làm rõ ngày 10 tháng 10, 2 đối tượng đã nhập cảnh vào Việt Nam lưu trú tại khách sạn Ami thuộc phường Ninh Xá. Do không có tiền tiêu xài, 2 đối tượng đã bàn nhau trộm cắp. Đến 2 giờ ngày 20 tháng 10, 2 đối tượng chuẩn bị xà cầy, khiển xe mô tô biển kiểm soát 29G103722 đến khu vực gần siêu thị, đột nhập vào bên trong, sử dụng xà cầy để phá khóa cửa. Lợi dụng sơ hở của bảo vệ, 2 đối tượng lẻn vào phòng quỹ, dùng xà cầy phá 2 két sắt, trộm tiền và tẩu thoát. Sau khi lấy được tiền, 2 kẻ này đã bỏ lại chiếc xe mô tô trên khách sạn Ami rồi bỏ trốn và lưu trú tại khách sạn Trường Thành, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Cơ quan điều tra bước đầu xác nhận, 2 kẻ này đã khai nhận trộm cắp 320 triệu đồng, sau đó mua 2 điện thoại iPhone 15 Pro Max, trả nợ và chi tiêu cá nhân, còn lại hơn 92 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bắc Ninh đã thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án, đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ theo quy định của pháp luật.
Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong bản tin ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình an ninh trật tự trên cả nước. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!